Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn Và ngày hôm nay bên mình về ở đây có 3 sản phẩm Thì video này với mục đích là báo Thông báo cho các bạn là hàng đã về Những ai mà họ đập vào rồi mình hết hàng chưa có hàng để trả các bạn á Thì bây giờ các bạn liên hệ với số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề về video Để bên mình cho đơn và gửi hàng cho các bạn nhé Thì các bạn thấy là ở đây sẽ có một cái thùng này rất là to và cồng cành Thì ở đây là cái sản phẩm vỏ bình ắc quy lithium nó là bằng nhựa ABS các bạn thấy ở đây là có hai loại độ dày khác nhau thì thứ nhất là cái loại này màu xanh cái màu này thì tùy theo từng đợt hàng các bạn nhé có đợt thì màu đỏ có đợt thì màu xanh lá cây có đợt thì màu xanh dương bởi vì là còn hàng loại nào thì mình nhập về loại đó thì ở đây nó sẽ có hai loại cơ bản mà mình bán từ trước nay rồi cái vỏ màu mỏng này là nó có cái độ dày là 5.2 cm 5.2 cm. Còn cái loại mà dày này thì là 7.2 cm. Đối với cái loại mỏng này thì chúng ta có thể đóng được cho những cái bình lithium như bên mình á là cái loại 30A, 43A rồi 53A, rồi 65A là nó có thể đóng được cái bình vỏ mỏng này. Còn đối với 75A mình nhớ không nhầm hình như 75A cũng đóng được vào trong cái vỏ mỏng này. Còn nếu như những cái pin nào mà nó dày hơn á, 75 hoặc là 100A thì chúng ta cần phải đóng vào cái vỏ dày như này. Thì vỏ mỏng với vỏ dày thì nó tranh lệch nhau có 10.000 thôi Vỏ mỏng thì là 230.000 Còn vỏ dày này thì là 240.000 Thì khi các bạn mua sản phẩm Nó sẽ có đầy đủ các cái cọc đầu ra Đồng hồ báo số vôn Công tắc để bật tắt đồng hồ Rồi rắc sạc đầy đủ hết cho các bạn luôn nhé Nên các bạn yên tâm Đây thì như cái vỏ này Chúng ta sẽ có cái kích thước Dài nhân rộng giống nhau Chỉ khác mỗi độ dày thôi Thì cái độ dài của nó nó là 30 cm. Chúng ta tính 30 thôi, bởi vì ở trong đây nó có cái cái chân ốc mà. Chúng ta không thể bỏ pin vào trong cái chân ốc này được. Cho nên là mình tính là 30 này. 30 mà nhân với 23.5 này thì còn nó có còn nó có được có 23 thôi. Đây là kích thước của nó. Thì khi các bạn mua sản phẩm ở trên trước mặt này nó sẽ có có một cái tem. Cái tem đó nó sẽ ký hiệu chúng ta là cọc dương này, cọc âm để đầu ra này. Rồi đây là cái công tắc để chúng ta bật tắt cái đồng hồ này này rồi sẽ có đồng hồ báo số vô ở đây luôn này sẽ có rắc cắm sạc nằm ở đây luôn này đó đầy đủ các bạn nhé thì giá cái này nó là 240 còn cái này cũng đầy đủ như vậy thì là 230 anh em nhé lần này mình về được 10 cái hộp giày và 3 hay bốn chục cái hộp mỏng này, này nằm dưới đây này mình không nhớ số lượng nữa đấy thì như anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với bên mình nhé tiếp theo ở đây là cái khò hàn bằng ga đấy cái này thì mình bán vào trước mình bán rất là nhiều cái này thì chúng ta sẽ nạp ga vào đây cách nạp thì mình đã làm rất là nhiều video rồi à, nạp bằng cái bình ga mini mà chúng ta hay nấu 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 lẩu để ăn ấy bình ga mini của bếp ga mini chúng ta chỉ cần nhận à, có nghĩa là nhấn nhấn mạnh cái 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 đùi này cái đầu nạp ga nhấn mạnh vào cái bình ga thì nó sẽ sạc ga vào đây và sau đó thì chúng ta sẽ vặn tăng giảm tăng thì uh, tăng theo chiều này giảm thì giảm theo chiều này đó còn uh, với cái này chúng ta phải mồi nhá nằm lấy bật lửa chúng ta mồi ở đầu này này thì đối với cái sản phẩm này nó sẽ có hai đầu đầu này là đầu khò có nghĩa là khi cái đầu này bật lên thì nó khò ra một cái cái cái, cái lửa giống như là cái máy khò á giống như là cái máy hàn bằng uh, bằng khí ga và oxy ấy. đó bằng khò còn khi chúng ta hàn ấy, thì chúng ta sử dụng cái đầu này đi kèm này chúng ta lắp cái đầu này vào để hàn thì đầu này nó sẽ hàn bằng thiết hàn điện tử thì rất là tiện những anh em nào mà đi làm ở ngoài trời mà không có điện ấy, thì hàn những mối hàn mà một hai mối hàn gì đó thì chúng ta nên sử dụng cái này nó tiện hơn không cần với dây điện gì cả chỉ cần xà ga vào cho nó xong đó là chúng ta hàn thôi rất là tiện trong những mục đích như vậy và cái sản phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay. Đây là mạch micro karaoke sử dụng bằng nguồn 12V đơn DC, có nghĩa là nguồn 12V từ bình ắc quy chúng ta cấp vào. Thì ở đây cái mic này nó cái mạch micro này nó sẽ có hai chân mic, mic 1 và mic 2. Ở trên đây bao gồm có 5 cái chip áp để chúng ta điều chỉnh. Cái này là điều chỉnh mic 1 này, âm lượng mic 1. Cái này là điều chỉnh âm lượng mic 2 này. Cái này là điều chỉnh Eco, cái này điều chỉnh delay và cái cuối cùng này là điều chỉnh cái âm lượng của nhạc. Trên mạch này nó sẽ có 3 giác cắm, một cái giác cắm hai chân màu trắng này là đầu để chúng ta cấp tín à, cấp nguồn vào âm à, dương, còn hai cái rắc màu trắng này là để chúng ta cấp tín hiệu đi vào và đi ra của nhạc. Đó, mạch này thì rất là tiện cho anh em chế làm loa kéo hay là chế một cái thiết bị gì đó để chúng ta có thể nó alo bằng mic ở với cái nguồn 12V thì bên này à, thì hiện tại lần này mình về được 50 mạch nằm ở dưới đây thì với cái mạch này mình bên mình đang bán với giá là 220.000 220.000 thì ở đây à, khi các bạn nhận hàng á, nó sẽ có bao gồm mà chúng ta là à, đầy đủ các núm vặn luôn anh em nhé à, Bây giờ hàng về thì mình sẽ cho thêm núm vặn vào đây đầy đủ núm vặn cho anh em đầy đủ các cái rắc cắm nguồn và cắm tín hiệu để cho anh em về nhà chỉ việc là đấu nối và sử dụng thôi nên là yên tâm, à, bên mình à, bán cái hàng gì cũng thế, bên mình đều là cung cấp đầy đủ rắc cắm các thứ để cho các bạn về Không cần phải à, tự chế làm gì cả, chỉ việc cắm rắc là sử dụng thôi Đấy thì à, tất cả các sản phẩm hàng về lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm Các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video à, Cuối cùng thì à, xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo